Ca sĩ Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1949, là một ca sĩ thành công với dòng nhạc vàng Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1964, làng nhà Sài Gòn xuất hiện một giọng hát trong vắt, lãnh lót. Giọng hát ấy đã đốt nóng các phòng trà, băng đĩa và trở thành một cái tên không thể thiếu trong các chương trình. Năm 1965 đến năm 1966 là giai đoạn đỉnh cao nhất của giọng hát Thanh Tuyền. Mỗi đêm hát tầm 5 cây vàng, Thanh Tuyền trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất Sài Gòn thời ấy. Năm 1968, Thanh Tuyền lên xe hoa. Người chồng của cô cũng có vai vế trong xã hội Sài Gòn ngày ấy, và họ có với nhau 3 người con. Khi Sài Gòn thay đổi, người chồng vượt biên trước, để lại Thanh Tuyền với 3 đứa con thơ, một đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi và đứa út mới 1 tháng. Cùng với lời hẹn sang ổn định trước thì đón bà mẹ con sang Mỹ. Như suốt 3 năm, người đi biệt xứ không tin tức, Thanh Tuyền sống trong hoang mang rằng có thể chồng mình đã không vượt qua được những cơn bão trên đại dương hay lũ cướp biển áp ôn. Nhưng thực tế, nhiều người thân, bạn bè cho chị biết ông ấy vẫn còn sống và có một cuộc sống rất ổn định trên đất Mỹ. Ở Việt Nam, như bao người dân của một đất nước kiệt quệ vì chiến tranh, Thanh Tuyền sống một cuộc sống thiếu thốn, bên nách bà con thơ, vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Thời điểm này, Thanh Tuyền là ca sĩ của đoàn Kim Cương. Chị nói nếu không có ca hát, không biết chị sẽ đối diện như thế nào với cuộc sống của mình. Nhưng đó là lúc lên sân khấu. Còn mỗi tối khi xa ánh đèn, người mẹ 25 tuổi về với 3 đứa con nhỏ. Ngày qua ngày, chị tự nuốt nước mắt vào trong. Chị thấy căn nhà của mình tự nhiên nó rộng một cách đáng sợ, và sự chờ đợi người đi thì ngày càng vô vọng. Nhưng số phận cũng có những lý lẽ riêng, để rồi người đi qua mọi đắng cay đều nhận ra, khó có thể cãi lại được nó. Thanh Tuyền quyết tâm đi Mỹ để tìm cha cho các con. Mấy đứa nhỏ cần cha và được sống với cha. Người ta mang vợ đi thì chị phải vượt biên để đi tìm chồng. Lúc đó có một vị khán giả đặc biệt, cùng gia đình chuẩn bị vượt biên sang Mỹ. Ông đã giúp Thanh Tuyền có được mối đi. Ông và mẹ con Thanh Tuyền cập bến Mỹ an toàn. Sang đến nơi, nhà Hồng Thập Tự, Thanh Tuyền đã tìm lại được cha của mấy đứa nhỏ. Nhưng ngày gặp lại cũng là ngày kết thúc. Chồng của Thanh Tuyền cũng đã có bến độ khác, có một cuộc sống khác. Gặp lại vợ con, ông tỏ vẻ thờ ơ. Lúc này vị khán giả đặc biệt là người đàn ông cùng gang ngày ấy, như thành một đôi tri kỷ với chị. Ông rất thương Thanh Tuyền và các con. Gác lại mọi buồn khổ trên đất người, Thanh Tuyền bắt đầu nơi đất người bằng công việc nặng nhọc của một công nhân xưởng in để lo cho con mình. Chị làm việc đó trong 2 năm trước khi trở lại với ca hát. Lâu dần nảy sinh tình cảm, Thanh Tuyền đã cùng người khán giả đặc biệt ấy kết thành vợ chồng, và họ có một cuộc sống hạnh phúc từ ngày đó cho đến bây giờ. Sự quan tâm, lo lắng của ông với các con của Thanh Tuyền, theo chị còn trên cả một người cha tuyệt vời. Nhìn lại cuộc đời mình, có đủ vị cay đắng, hạnh phúc, chị thấy mình là người may mắn. Thế nên suốt gần 40 năm qua, Thanh Tuyền dốc tâm sức cho công tác từ thiện như một trong những sự cảm ơn với những ưu ái mà cuộc đời dành cho mình.